Mệnh phát tài, nơi soi sáng vận mệnh cuộc đời. Bảo lộc cực lớn, Kỷ Dậu 1969 đúng cuối tháng này, thoát mọi khổ ải, trúng số độc đắc, đổi đời giàu to. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Dậu thân mến, con đường cũ mà 1969 đang đi, dạo này nhọc nhằn quá, dạo này muộn phiền quá, dạo này không thuận nhiều quá, tiền tài thì phập phù, mà lòng người, quan hệ cuộc đời thì mịt mù. Có nhiều sự sai trong đời là do bản thân, thế thì có thể sửa, nhưng lắm sự sai trong đời là do thời thế. Ta đổ tại duyên, ta đổ tại số, ta đổ tại nghiệp, đã là duyên số nghiệp nợ, ắt nằm ngoài tầm kiểm soát của 1969. Vậy nên ta đành chấp nhận, lắm lúc cám cảnh, lắm lúc bất lực, lắm lúc chỉ mong đến một vùng đất mới, một chân trời xa lạ mà ngụp lặn lại từ đầu. Theo mệnh phát tài luận giải chính xác thì đúng cuối tháng này, bản mệnh tuổi Kỷ Dậu sẽ được các tinh soi chiếu, chính ấn chỉ đường, tiền tài thăng hoa. Bản mệnh từ đây cải vận thay mệnh, sống trong giàu sang. Từ nay cái mệnh Kỷ Dậu sẽ khác, tuy đã có tuổi nhưng chưa bao giờ là muộn với mong cầu phú túc an yên. Tuy nhiên, có một điều cần loại bỏ ngay khỏi cuộc sống của Kỷ Dậu nếu không muốn tán gia bại sản, đại họa triền miên. Vậy không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng mệnh phát tài đi tìm hiểu ngay nhé. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, sự vất vả của 1969 là điều được định sẵn trong cuộc đời của họ. Khi phải đối diện với những gì mình gây ra, không còn có thể lảng tránh hay lười biếng, mà phải hành động với đầy tính trách nhiệm và sự lo toan. Bỏ cuộc là điều không thể có, nên chỉ có cách duy nhất là mặc kệ người đời hay mặc kệ miệng lời, cứ vậy mà cặm cụi làm việc, hy vọng hanh thông. Đôi lời gửi tới Kỷ Dậu cho những ngày tháng vất vả ngược xuôi. Ai cũng thích được một là một người đơn thuần, tức vạn sự theo bản tâm, triệu sự không cần suy tính, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi thì đi, mà muốn nghỉ thì nghỉ. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng đến thế, muôn nẻo bôn ba, chỗ đâu cho những mong muốn đơn thuần. Có đôi khi muốn ăn thật ngon thì đời lại cho không đủ tiền nong chi phí. Có đôi khi muốn ngủ thật yên thì đêm nằm vắt tay lên trán, đủ thứ ảo não sầu buồn. Muốn đi chơi thì người bạn đời lại cau có. Muốn buông lơi thì đủ thứ trách nhiệm cần gánh vác trong đời. Thực tế đôi khi hơi tàn nhẫn nên thế giới này hơi hiếm chỗ cho những kẻ mộng mơ. Con người cũng đôi khi quá thực dụng, vậy nên nhiều sự sẽ khó khăn với những người mang suy nghĩ đơn thuần. Nhưng không có nghĩa là ta cần phải mưu mô, hoặc là phải thâm trầm tính toán, hoặc chán nản buông xuôi. Đôi khi ta chỉ cần nhớ kiên cường bản tính và hết tình bản tâm. Cái trách nhiệm không thể né tránh thì hãy hiên ngang mà đối diện. Phấn đấu một đời, thành bại tùy thiên ý, nhưng sẽ luôn khắc cốt ghi tâm, làm hết lực, chơi hết sức, nỗ lực hết mình, chăm chỉ trí hình. Ta muốn ngao du cùng thiên địa, muốn trải đủ nhân tình thế thái của thế gian, ngắm đủ phong cảnh bao la của đất trời rộng lớn, muốn giúp những người mình yêu quý, muốn để sinh tồn có ý nghĩa trong cõi nhân gian, sự nghiệp có dựng xây, góp phần cho xã hội, thì cái giá ta phải đổi cho sự bất phàm luôn là những vất vả khốn cùng để leo đỉnh phụ vinh. Vậy nên hãy kiên cường, đúng cuối tháng này là thời điểm công việc sẽ là mối quan tâm hàng đầu và cũng khiến anh chị chịu nhiều vất vả trong tháng này. Áp lực khá lớn đến từ những yêu cầu và kỳ vọng của cấp trên, lại còn cả áp lực phải duy trì vị trí hiện tại để không mất đi lợi thế với đối thủ cạnh tranh, khiến anh chị gần như lúc nào cũng phải căng não, khối lượng công việc tăng cao, có khi còn phải tăng ca hay mang việc về nhà làm. Chủ yếu do cuối năm 2024 phạm cục diện tương hại, lại thêm cả nguyệt lệnh lâm tuyệt gây ra nhiều khó khăn, tiểu nhân cũng lâm le rình rập. Chỉ cần anh chị gây ra một sai sót nhỏ cũng có thể vịnh cớ đó để buông lời gièm pha, hạ bệ uy tín của bản mệnh. Các kế hoạch xảy ra nhiều xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát của con giáp này. Bên cạnh những yếu tố khách quan thì chính bản thân cũng chưa đủ quyết tâm và kiên trì để phấn đấu, nên sự nghiệp xuất hiện mối nguy không nhỏ là điều tất yếu. Tuy nhiên,
Nếu điều chỉnh thái độ làm việc, sắp xếp các đầu mục công việc một cách khoa học hơn, sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề xảy ra, tuổi Dậu có thể tạo ra sự đột phá bất ngờ mặc cho hoàn cảnh có khó khăn đến đâu. Trước khi đưa ra các quyết định lớn, bản mệnh nên cân nhắc thật kỹ càng, chớ nên nôn nóng. Nếu có vấn đề gì chưa chắc chắn, anh chị nên bình tĩnh quan sát tình hình, không nên vội vàng phát biểu ý kiến hay hành động hấp tấp kẻo rước họa vào người. Trong các mối quan hệ xã giao, anh chị cũng nên duy trì khoảng cách nhất định, không nên vội tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. Căn cứ tử vi tuổi Dậu, do có hung tinh đại hao chiếu mệnh, tuổi Dậu hãy xác định tinh thần rằng tình hình tài chính của anh chị sẽ khó có thể dư giả trong thời điểm này. Các quyết định chi tiêu hoặc đầu tư thiếu chính xác khiến cho anh chị vốn đã không rủng rỉnh lại càng dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Người làm đầu tư kinh doanh cần tránh đưa ra những quyết định nóng vội và nông nổi. Anh chị chớ thấy người khác kiếm lời mà vội vàng bắt chước theo. Trước khi làm việc gì, anh chị cũng phải đánh giá tình hình thực tế, nắm rõ năng lực của bản thân, đồng thời kiểm chứng thông tin kỹ càng để tránh rơi vào bẫy. Người làm công ăn lương, hãy nghiêm túc trong các công việc của mình, tránh để xảy ra lỗi rồi phải dùng lương để đền bù thiệt hại. Anh chị cần nhắc nhở bản thân hoàn thành cho tốt các nhiệm vụ được giao, chớ có thái độ đối phó cho xong việc. Khi tình hình tài lộc không dư giả, con giáp này cũng chớ dùng quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi hoặc mua sắm. Anh chị chỉ nên sử dụng những món đồ phù hợp với túi tiền của mình. Đồng thời, hãy luôn để cho mình một khoản tiền dự phòng, đề phòng các sự cố bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tuổi Dậu âm lịch thấy rằng tháng này sức khỏe của bản mệnh còn có dấu hiệu suy giảm, thậm chí vướng phải họa huyết quang. Vì vậy mà trong việc chi tiêu cần hết sức lưu ý, cần đề cao tiết kiệm, đề phòng cho những tình huống bất ngờ, cần phải tốn một khoản tiền lớn. Phương diện tình duyên của người tuổi Dậu cũng sẽ nhận được nhiều tin vui báo về. Anh chị luôn giữ tinh thần tích cực, cởi mở với mọi người thì sẽ được nhiều người yêu mến. Thời gian này, khuyên người độc thân hãy bỏ quá khứ đáng buồn phía sau lưng, hướng tới những điều tích cực sẽ đến trong tương lai. Chỉ cần anh chị chịu mở lòng và nhìn ra xung quanh, anh chị sẽ nhận ra rằng quanh mình vẫn có nhiều người xứng đáng để trao gửi trái tim. Nếu được giới thiệu cho một đối tượng nào đó hoặc được ai đó chủ động tiếp cận, anh chị đừng nên vội vàng từ chối, hãy thử dành thời gian trò chuyện và gặp mặt trực tiếp đối phương. Anh chị sẽ nhận ra đối phương có nhiều ưu điểm, thậm chí có tiếng nói chung với mình. Tuy nhiên, anh chị cũng cần tham khảo thêm kiểu người 12 con giáp không nên kết hôn trước khi đưa ra các quyết định trọng đại hơn. Với những người đã có đôi có cặp, anh chị và người ấy được sống trong những ngày tháng ngọt ngào. Người ấy luôn quan tâm và chăm sóc cho anh chị, khiến anh chị luôn muốn được trở về nhà ngay sau những giờ làm việc mệt mỏi. Mối quan hệ của hai anh chị là hình mẫu cho rất nhiều người đấy. Đôi khi, vợ chồng anh chị có thể vẫn xảy ra tranh cãi, song anh chị biết hạ cái tôi của mình xuống, thông cảm và đặt mình vào vị trí của nửa kia nhiều hơn. Nhờ vậy mà việc giữ gìn hòa khí trong gia đình cũng chẳng còn khó khăn như trước nữa. May mắn là dù cuộc sống không quá thuận lợi, nhưng nhìn chung, người tuổi Dậu vẫn duy trì được tình trạng sức khỏe khá tốt của mình. Con giáp này không cảm thấy mệt mỏi, đau ốm, nên dù khó khăn ập đến, anh chị cũng vẫn có thể khá vững vàng. Hãy nhắc nhở bản thân, duy trì lối sống khoa học, chớ nghĩ nhiều và chú ý chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Làm như vậy, anh chị sẽ luôn thấy mình nhẹ nhõm. Thậm chí qua việc này, anh chị có thể mở rộng được mối quan hệ, quen biết với quý nhân và được giúp đỡ để vượt qua thử thách. Anh chị Kỷ Dậu còn đang lắng nghe không ạ? 2024, thuận lợi hay đại hạn, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu ngay tại video số này. Đúng cuối tháng này là thời điểm mà tuổi Dậu sinh năm 1969 đối diện với một năm đầy trắc trở. Về công việc, đương số dễ vướng phải cạnh tranh với đồng nghiệp, đối thủ cạnh tranh khiến tinh thần luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Bên cạnh đó, kẻ tiểu nhân rình rập cũng khiến anh chị khó tìm được lúc thả lỏng tinh thần. Nếu không có cách giải tỏa những điều này thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe. Tình hình kinh tế cũng không mấy dư giả, cần chú ý chi tiêu,
không nên vội đầu tư vào những hạng mục thu lãi lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn, kẻo bị lừa gạt đến trắng tay. Một, về công việc làm ăn. Tử vi tuổi Dậu 2024 cho thấy, khối lượng công việc tăng, xung đột, mâu thuẫn với lãnh đạo ngày càng nhiều, sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu khó phát triển như ý muốn, khó được cất nhắc. Vì quá tự tin thành ra kiêu ngạo, không chịu nghe ý kiến phân tích của bất cứ ai. Trong cuộc tranh luận với cấp trên, dù anh chị là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách diễn đạt, chớ nên nói những lời khó nghe, bởi làm mất lòng người lãnh đạo thì anh chị sẽ lại càng khó đạt được điều mà mình mong muốn. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, chớ tỏ ra mình là người có vị thế cao hơn, điều đó có thể làm mọi người cảm thấy chướng tai gai mắt và không muốn giúp đỡ anh chị nếu anh chị gặp khó khăn. 2. Về tiền bạc, tài chính. Theo tử vi mệnh phát tài, tình hình tài chính không được dư giả, thậm chí anh chị và anh chị em trong nhà dễ xảy ra tranh chấp trong việc phân chia tài sản, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Hãy có cách xử lý khéo léo việc này để mọi việc không quấn mức đi quá xa. Trong đầu tư kinh doanh, chớ vội tin theo lời rủ rê của người quen đã lâu không liên lạc. Việc đầu tư kinh doanh không hề đơn giản, nhất là với những người chưa có nhiều kinh nghiệm. 3. Về tình duyên gia đạo. Xem bói tử vi, 2024 là năm khá đào hoa với người tuổi Dậu. Người độc thân nên nhân cơ hội này để mở rộng các mối quan hệ của mình. Anh chị nên cho người khác cơ hội được tiếp xúc gần gũi với bản thân. Đồng thời, nếu đem lòng yêu mến ai thì nên chủ động tiếp cận, chủ động bày tỏ, không nên để lỡ mất thời cơ tốt. Với những người đã có gia đình, vợ chồng anh chị đã biết bao dung và lắng nghe nhau nhiều hơn. Vậy nên số lần tranh chấp mâu thuẫn có dấu hiệu giảm hẳn. Anh chị biết quý trọng gia đình mình và luôn cố gắng hết sức để gia đình ngày càng tốt đẹp hơn. 4. Về sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm, có thể do áp lực công việc gây nên. Anh chị cần chú ý nghỉ ngơi thư giãn, tránh tình trạng lao lực. Bên cạnh đó, hãy chú ý rèn luyện sức khỏe, vận động thường xuyên để tránh các bệnh văn phòng như đau nhức xương khớp, béo phì. Tuổi Kỷ Dậu cuối năm 2024 hợp màu gì? Các màu như đỏ, hồng, cam, tím hay xanh lá hứa hẹn mang tới nhiều may mắn cho tuổi Kỷ Dậu 1969 trong năm Kỷ Dậu. Ngoài ra, một số màu như đen, xanh dương lại có thể khiến đương số gặp nhiều phiền phức nên hạn chế sử dụng trong cuối năm 2024. Vận hạn tuổi Kỷ Dậu cuối năm 2024 theo sao hạn và lá số tử vi. 1. Xem sao hạn tuổi Kỷ Dậu cuối năm 2024, tử vi Kỷ Dậu 2024 nam mạng, sao chiếu mệnh, sao thổ tú, thổ tinh. Thổ tú tháng 8, tháng 4, gia đình tan tác, hao hư bạc tiền, lệ trào tơi tả triền miên, biệt ly nội ngoại muộn phiền tiễn đưa. Thổ tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc miệng tiếng, có kẻ ném đá giấu tay, sinh ra thư kiền, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi khó khăn, sức khỏe yếu, xấu nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, hạn ngũ mồ tiểu hạn. Ngũ mộ hạng xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Nam mạng Kỷ Dậu gặp hạng ngũ mộ, chủ về hao tài bất an, chớ mua đồ lậu không có hóa đơn và đừng cho ai ngủ nhờ, chủ về tai bay vạ gió, phòng mất của. Tử vi Kỷ Dậu 2024 nữ mạng, sao chiếu mệnh, sao vận hướng hỏa tinh. Vận hướng tháng 2, tháng 5, lời qua tiếng lại ăn nằm nào yên. Tháng 8 rắc rối than phiền, làm ơn mắc oán muộn phiền tâm thân. Cuối năm 2024, gặp sao này chiếu mạng, nữ mạng Kỷ Dậu làm ăn mọi việc đều trung bình, dễ vướng khẩu thiệt thị phi, đề phòng thương tật ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình kiện thưa, bất lợi nhất là vào các tháng 2. 8 âm lịch nên đề phòng gặp chuyện quan sự trong nhà không yên, khó chăn nuôi, hạn ngũ mộ tiểu hạn.
ngũ mộ hạng xấu tổn tài, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Nữ mạng kỷ dậu gặp hạng ngũ mộ, cần chủ động đề phòng bị mất trộm tiền của, đồng thời cẩn thận khi mua hàng hóa, tránh bị lừa đảo hoặc mua phải hàng kém chất lượng, khiến tiền mất mà tật lại mang. Cùng xem sao hạng 2024 tuổi kỷ dậu để biết được năm kỷ dậu anh chị có sao nào chiếu mạng, gặp phải vận hạn nặng nhẹ ra sao, từ đó chủ động phòng tránh. 2. Luận hung các niên vận 2024 theo lá số tử vi. Cùng mệnh, bệnh phù hung tinh án ngữ, chủ đau ốm, tác động mạnh về sức khỏe, gây đau yếu, tốn kém tiền bạc chữa trị. Ngoài ra còn có phân tinh, tốt cho các mối quan hệ xã giao và chuyện học hành, thay đổi chuyên ngành mới. Cùng tam hợp, các sao tốt chiếu về mệnh như Long Đức, Thiên Hỷ, báo hiệu có tin vui, gặp được người có quyền thế giúp sức. Tuy nhiên cũng có nhiều sao xấu hội về như Đà La, Tiểu Hao, Tuần, Triệt. Những hung tinh này ảnh hưởng chủ yếu về vấn đề sức khỏe và tinh thần. Ngoài ra tiền bạc cũng hao tán vì sức khỏe. Cùng xung chiếu, tại đây các hung tinh đại hao, tuế phá, thiên hư lần lượt chiếu về mệnh, gây tổn hao tiền bạc và sức khỏe. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi kỷ dậu. 1. Hóa giải sao chiếu mệnh xấu. Nam mạng, đầu năm nên cúng dâng sao cầu an hoặc cúng vào tháng kỳ tuổi là tháng 4, tháng 8 âm lịch, nên cúng vào ngày 21 âm lịch vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 7 ngọn đèn hướng bắc làm lễ, bài vị dùng giấy đen và ghi bất phương nhâm quý thị đức tinh quân, rồi khấn cung tỉnh thiên đình thủy đức kim nữ cung đại thánh, bất phương nhâm quý thủy đức thủy diệu tinh quân vì tiền. Thủy diệu sao ấy chẳng hay, hay mốt nhằm ngày ta cúng để xuôi, tháng 4, tháng 8 ngậm ngùi, đèn thời 7 ngọn bắc phương cúng rầy. Nữ mạng, đầu năm nên tiến hành cúng dâng sao cầu an, tài lộc hoặc cúng vào ngày 25 âm lịch hàng tháng, vào lúc 19 giờ đến 21 giờ, thắp 20 ngọn đèn và lạy về hướng đông làm lễ. Bài vị dùng giấy xanh, đông phương giáp ức một đức tinh quân, rồi khấn cung thỉnh thiên đình thánh vân cung đại thánh, trùng quan triệu nguyên một đức tinh quân vị tiền. Một đức sao ấy tốt thay, thập ngoạn thập nhị đặng rầy ân lai, hàm lâm cúng kiến nhằm ngày, cờ vàng 20 ngọn lạy về hướng đông. 2. Hóa giải hạn xấu cuối 2024. Nhằm làm giảm bớt tác động của hạn địa võng trong cuối năm 2024, đương số nên tu nhân tích đức, làm nhiều việc thiện giúp đỡ người xung quanh để tăng phúc khí. Nên kết giao với những người lương thiện, tránh tiếp xúc kẻ bất lương, kẻo bị lừa gạt tiền bạc như đa cấp lô đề cờ bạc. Thận trọng trong hoạt động kinh doanh, đầu tư, kẻo hao tài nghiêm trọng. Nếu có nhiều tiền, nên mua bảo hiểm, gửi tiết kiệm, tránh để nhiều tiền trong nhà, đề phòng trộm cắp cướp giật hay lãng phí hao tổn. 3. Hóa giải sao xấu theo lá số tử vi. Để hóa giải sát khí do sao chiếu xấu gây ra, trước khi đi đâu xa hoặc tiến hành việc quan trọng, nên xem ngày tốt xấu, xem kỹ ngày giờ hoàng đạo để mang lại may mắn cho bản thân. Dự báo vận hạn 6 tháng trong cuối năm 2024 cho tuổi kỷ dậu, vận hạn tháng 7 2024 âm lịch, tuổi kỷ dậu nam mạng, suy nghĩ tích cực, hướng tới những điều tốt đẹp. Tuổi kỷ dậu nữ mạng, làm nhiều việc tốt giúp đỡ mọi người xung quanh. Vận hạn tháng 8 2024 âm lịch, tuổi kỷ dậu nam mạng, tự thân mâu thuẫn, gây áp lực cho cha mẹ. Tuổi kỷ dậu nữ mạng, có tín hiệu vui mừng về vấn đề công việc. Vận hạn tháng 9 2024 âm lịch, tuổi kỷ dậu nam mạng, có việc phải tiêu tốn nhiều tiền của cha mẹ. Tuổi kỷ dậu nữ mạng, có khách quý tới thăm nhà mang theo tin tốt lành. Vận hạn tháng 10 2024 âm lịch, tuổi kỷ dậu nam mạng, hăng hái với việc làm thêm để gia tăng tiền tiêu trong tháng. Tuổi kỷ dậu nữ mạng, ăn nói giữ mồm giữ miệng, kẻo phát sinh mâu thuẫn với bạn bè. Vận hạn tháng 11 2024 âm lịch, tuổi kỷ dậu nam mạng, đề phòng bị thương tật ở tay hoặc chân. Tuổi kỷ dậu nữ mạng, được cho nhiều tiền vì mục đích công việc.
vận hạn tháng 12, 2024 âm lịch, tuổi Kỷ Dậu Nam Mạng có kết quả đáng mong đợi, tuổi Kỷ Dậu Nữ Mạng đi lại cẩn thận, kẻo gặp họa huyết quang. Thưa quý anh chị Kỷ Dậu thân mến, trong mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn mang thêm những giá trị cũng như bài học để anh chị có thể áp dụng luôn trong cuộc sống. Ở số này, chúng tôi muốn anh chị được biết đến người tuổi Kỷ Dậu hợp cây gì. Theo phong thủy tuổi Kỷ Dậu nên trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. Cây xanh không chỉ mang đến không gian tươi mới, thoáng đãng mà còn có ý nghĩa phong thủy rất tốt. Lựa chọn cây cảnh theo tuổi cũng là một trong những yếu tố được nhiều người quan tâm. Mỗi tuổi mệnh khác nhau sẽ phù hợp với những loại cây khác nhau mang đại diện của mệnh mộc, thổ, kim, thủy, hỏa, nhờ đó mà hút tài lộc và vận khí cũng khác nhau. Theo các chuyên gia, trồng cây cảnh phong thủy phù hợp với từng không gian và hợp tuổi sẽ giúp mang lại sự may mắn, sức khỏe, hòa thuận và hạnh phúc gia đình. Do đó, cần phải có sự cân nhắc hết sức kỹ lưỡng khi chọn cây cảnh phong thủy trong nhà. Chúng ta không thể tùy tiện cứ thấy cây nào ưng mắt, hợp sở thích là đưa vào không gian sống của mình. Bởi theo phong thủy, có loại cây mang lại may mắn, có loại cây mang lại đến sát khí, không tốt cho gia chủ. Cây phong thủy cũng có rất nhiều loại khác nhau, mỗi loại có một đặc điểm riêng biệt. Vậy những người tuổi Kỷ Dậu hợp cây phong thủy gì, trồng cây cảnh gì trong nhà, nơi làm việc cho hợp mệnh, giúp tài vận hanh thông, may mắn ngập tràn. 1. Tuổi Kỷ Dậu hợp cây gì? Về dáng cây, tuổi Kỷ Dậu nên chọn các cây dạng lá kim, cành sắc, nhọn như cây tùng, nên chọn loại chậu trồng bằng kim loại. Muốn tăng vận khí của bản thân thì tuổi Kỷ Dậu nên để 4 hoặc 9 chậu cảnh trong nhà là thích hợp nhất. Đôi nét về cây phong thủy tuổi Kỷ Dậu, cây đổ quyên. Trong phong thủy, cây đổ quyên là loại cây tốt nhất dùng để xua tan những tà khí độc hại, mang đến luồng sinh khí mới và hồng vận cho gia chủ. Vì thế không chỉ những dịp Tết đến xuân về mà thường niên, các mùa trong năm hoa đổ quyên cũng được rất nhiều người chọn để trang trí trong nhà. Theo phong thủy, phòng khách chính là nơi đại diện cho người chủ của ngôi nhà. Đặt một cây đổ quyên ở phòng khách sẽ giúp gia chủ có nhiều hồng vận, may mắn cả năm. Trang trí cây đổ quyên ở bàn làm việc, đây là cách thư giãn tốt nhất, vừa lấy đi luồng khí xấu, thay vào đó là luồng khí mới theo phong thủy sẽ tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của anh chị. Đặt hoa đổ quyên ở ban công, đây là nơi gia đình anh chị đón luồng khí từ bên ngoài, cũng như thay đổi làm mới không khí bên trong ngôi nhà. Hoa đổ quyên sẽ là trợ thủ đắc lực, giúp đẩy khí xấu, mang lại sinh khí, giúp các thành viên gia đình có sức khỏe dồi dào. Hoa đổ quyên đặt trước hiên nhà, đặt cây ở đây sẽ giúp may mắn gõ cửa nhà anh chị, khách quý ghé thăm anh chị, đồng thời tạo nên vẻ tươi mới cho toàn bộ ngôi nhà. Cây hoa đổ quyên đặt ở phòng ăn, đặt cây ở đây sẽ giúp cho bữa ăn của gia đình anh chị trở nên đầm ấm, cũng có nghĩa mọi người trong gia đình sẽ gắn bó, yêu thương nhau. Cây đổ quyên đặt ở cửa sổ của phòng bếp, theo phong thủy, nó mang ý nghĩa không khí vui tươi, sự sáng tạo, giúp cho các bà nội trợ thêm nhiều hứng khởi, tạo món ăn cho gia đình. Đồng thời đây cũng là món quà các ông chồng dành tặng cho vợ của mình như một lời cảm ơn, sự tận tụy của họ khi chăm sóc gia đình, cũng như gửi lời yêu thương đến người quan trọng nhất cuộc đời. Hoa đổ quyên luôn là sứ giả mang lại hạnh phúc tràn đầy, xua tan xui xẻo, mang lại vận khí cũng như thành công cho những ai sở hữu chúng. Bên cạnh đó, ngày Tết, đổ quyên còn khoe sắc, làm đẹp thêm cho bầu không khí đầu xuân, đem đến niềm vui cho mọi người trong gia đình. 3. Đôi nét về cây phong thủy tuổi Kỷ Dậu, cây hoa ngâu. Cây hoa ngâu mang nhiều nét khá đặc biệt, là tán lá xanh vàng và cành hoa màu vàng cho mùi thơm ngát nhưng không quá sặc sỡ. Cây ngâu cho lá có hình dạng kép lông chim, dài 5-12,5cm, thông thường có 3-5 hoặc 7 lá chét, có hình trứng cho đến hình elip, dài 7,5-10cm. Cây hoa ngâu có nguồn gốc từ các khu rừng thưa hoặc cây bụi ở vùng núi của Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hiện nay nước ta, loại ngâu không chỉ được trồng để làm cảnh trong chậu để trang trí trong sân vườn, công viên,
đường phố, vỉa hè, ta cũng có thể trồng ngâu ở trong nhà bên cạnh cửa sổ hay cửa ra vào. Nó mang đến cho không gian thêm phần xinh đẹp, xanh mượt mà. Đồng thời, ngâu còn hấp thụ khí độc nhã khí oxy, tạo cho môi trường thêm phần trong lành, mát mẻ hơn. Trong phong thủy thì cây ngâu có một ý nghĩa rất đặc biệt. Nó được sử dụng như một bức bình phong trước sân để trấn thủy. Không chỉ thế, cây còn được trồng như một loại cây giúp xua đuổi tà ma, mang bình an đến cho gia chủ. Hoa ngâu thơm thoang thoảng nên thường được sử dụng để ướp trà hay cho vào quần áo cho thơm. Trong đông y, nó cũng như một vị thuốc chữa bệnh rất tốt. Cây ngâu thích hợp với môi trường ấm áp, nhiệt độ càng cao, hoa càng thơm. Loại cây này rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp, sợ giá rét. Đầu xuân nên chuyển cây ra ngoài. Cây hoa ngâu thuộc loại cây thường xanh, cây thân nhỏ hoặc cây thân bụi phân nhánh nhiều từ gốc. Nhưng nếu được trồng trong điều kiện thích hợp, cây có thể cao đến từ 4,8 đến 6 mét trong tự nhiên. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được bảo lộc cực lớn, kỷ dậu 1969 đúng cuối tháng này, thoát mọi khổ ải, trúng số độc đắc, đổi đời giàu to. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Đời này có một điều, ngay cả Đức Phật không thể xoay chuyển, có cưỡng cầu cũng vô ích, đó chính là trí tuệ không thể cho. Trí tuệ vốn không thể ban cho, chỉ có kinh nghiệm đúc kết từ khó khăn và vấp ngã mới hun đúc nên trí tuệ của một người. Trí tuệ của Đức Phật vốn không giống với kiến thức của người phàm. Kiến thức là phạm trù có hạn, mà trí tuệ là vô hạn. Kiến thức có thể sao chép khách quan, nhưng trí tuệ thì có thể dựa vào sự tỉnh ngộ của chính mình. Kiến thức có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, còn trí tuệ thì không thể diễn giải bằng ý, càng không thể truyền đạt bằng lời. Trí tuệ của Đức Phật cũng như vậy, không phải cứ đọc nhiều kinh Phật là có thể giác ngộ. Giác ngộ vốn không thể đếm bằng con số cụ thể, mà phải phụ thuộc vào việc chúng ta có ngộ tính hay không. Người có ngộ tính cao chỉ nghe một câu kinh Phật là đã được khai ngộ, thấu tỏ ý nghĩa sâu xa trong đó. Chuyện kể về Đại sư Huệ Năng của Thiền Tông Lục Tổ. Ngài vốn không phải người có văn hóa cao, chỉ là một người tiều phu suốt ngày đun nước đốn củi. Nhưng chính một người tầm thường như ngài lại vì hiểu được đạo lý sâu xa trong câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" của Kinh Kim Cang mà thấu tỏ giáo lý nhà Phật, được truyền y bát cho làm tổ thứ 6. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm nghĩa là đừng trụ vào đâu cả để mà sinh cái tâm. Lời Phật dạy đừng trụ vào đâu để mà sinh cái tâm, tức là dạy phương pháp tu hành của Đại Thừa để hàng phục vọng tâm, mà cũng là an trụ chân tâm vậy. Cầu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm là câu nói cốt lõi của Kinh Kim Cương, cũng là câu nói nổi tiếng mà giới học Phật, nhất là Thiền Tông, dùng câu này làm yếu chỉ tu hành. Thế mới thấy trí tuệ vốn không thể chỉ nói là được, chỉ có thể tự mình tự ngộ đạo mới hiểu được. Đức Phật vốn chẳng thể ban cho ai trí tuệ, ai muốn có đều phải tự mình tu học. Hay như một câu chuyện khác về những tháng ngày xuất gia tu hành khổ hạnh của Phật Thích Ca. Quãng đời đó, ngài phải chịu nhiều đau khổ và trắc trở, nhưng cũng dần trưởng thành và thông tuệ qua quá trình gian khổ trui rèn đó để trở thành một Đức Phật Thích Ca được người đời kính ngưỡng. Cho nên, đời người có lúc trải qua khó khăn gian nan chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu có thể rèn luyện trong khổ nạn, đó mới có thể là đại trí tuệ. Người sống trong hoàn cảnh thuận lợi vĩnh viễn không thể nào trở thành Phật. Không có trắc trở sẽ không thành Phật, không khổ luyện sẽ không thành tài. Video này chưa kết thúc ở đây, nên anh chị nghe đến đây rồi thì xin Mệnh Phát Tài xin được gửi lời cảm ơn đến quý anh chị rất nhiều. Như anh chị có thể thấy, người tuổi Kỷ Dậu luôn gặp phải thị phi, bất công, bủa vây. Không những thế, tiểu nhân thì đang chờ trực. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để Kỷ Dậu có thể thoát khỏi cảnh này, cải vận thay mệnh và có một khoảng lớn an nhàn tuổi già? Thì xin quý tín chủ hãy đến với phần 2. Phần này có rất nhiều điều đặc biệt, đáng để đón xem.
Cảnh báo Kỷ Dậu 1969 làm gì để được Phật độ, biết được thiên cơ, đổi đời nhanh chóng mặt. Anh chị thân mến, do tính cách trọng tình cảm nên trong cuộc sống Kỷ Dậu hay bị áp lực từ phía gia đình trong việc đưa ra các quyết định lớn. Ban đầu khi luận giải năm 2025 của bản mệnh Kỷ Dậu thì những người làm chương trình không muốn công khai thông tin này ra, bởi những điều này sẽ khiến cuộc sống của Kỷ Dậu thay đổi nhiều lắm. Tuy nhiên, cũng chẳng thể giấu anh chị mãi được. Mệnh phát tài biết rằng Kỷ Dậu sẽ gặp đại vận lớn lắm. Cả một kiếp người nhiều khi chỉ phụ thuộc vào lần này, giàu sang phú quý, hội tụ tất cả tại đây. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, ta thích ăn phở nhiều hành, không có nghĩa người khác cũng thích ăn hành. Ta thích uống trà sữa trân châu, lắm người lại mê rượu bia khói thuốc. Mỗi người một quan điểm sống, mỗi người một cách xử lý vấn đề trên đường đời. Vậy nên với cái tình mà 1969 cho đi, không có nghĩa họ sẽ nhận lại được cái lòng thành tương tự như thế. Bạn thi ân bất cần báo, vì cho đúng với bản tâm. Nhưng thi ân được một ngày, thi ân được 10 lần, thi ân sao được một đời. Rồi bao thiệt thòi bạn gánh, bao hy sinh bạn chịu, cuối cùng gia đình lại phải san sẻ. Người đời thì cười thầm chê ngu, người đời nhìn bạn lắm lúc họ cười khinh, vì bạn ít thành tựu hay ít thành quả, hay dễ việc cả nể mà chẳng vì bản thân. Nói hơi sân si một chút, hãy cố gắng để có sự bùng nổ, hãy kiên trì để có đích vinh hoa. Vì bản thân 1969, vì những người mà bản thân mình yêu quý, vì để cho hả hê với những kẻ đã coi thường những tình cảm mà ta đã chân thành trao ở cái thuở hàng vi đang vào đời. Kỷ Dậu cần phải nhớ, dù là công việc hay tình cảm đều sẽ không diễn ra thuận lợi như mình mong muốn. Hiểu điều này để thay vì chán nản bỏ cuộc buông xuôi thì hãy thoáng tâm tư mà kiên trì lựa chọn. Đường đi có thể khó nhưng bỏ cuộc hay không lại do bản thân mình lựa chọn. Nếu đã làm rồi, ngại gì mà không máu lửa lao theo. Lập một kế hoạch, chú định một mục tiêu, sau đó thực hiện nó, kiên trì nó, nhiệt thành với nó. Tính toán đầy đủ các bước, dự định cho những điều xấu nhất có thể xảy ra. Không cần phải quá bi quan, nhưng cũng đừng lạc quan thái quá. Đơn giản quá nhiều, kẻo đến lúc sự khó xảy ra, lại trở tay không kịp. Lại nói cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề, dẫn tới không giải quyết được gì mà tâm tư thì vất vả. Đừng lo cũng đừng sợ, nguồn nội lực mà anh chị cần, khả năng mà anh chị muốn, lẫn sự tài giỏi trong số mệnh trời ban đã có ở trong chính Kỷ Dậu rồi. Cái anh chị cần làm là máu lửa lên, điên cuồng lên, mạnh dạn lên, đừng nóng vội, mong có kết quả luôn mà lại thành ngu si liều lĩnh. Bình tĩnh mà làm, kiên trì mà đợi, mọi thứ cần tuân thủ điều kiện quy trình, vạn sự sẽ sớm ổn thỏa đi lên. Anh chị Kỷ Dậu có biết không, sắp tới sẽ có hung có cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phụ thuộc anh chị tận dụng những lời luận giải của mệnh phát tài thế nào. Nếu luận giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh cũng nắm trước được thiên cơ mà xoay chuyển được thế tình. Có thể sau video này chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau trên không gian mạng rộng lớn YouTube, nhưng mệnh phát tài vẫn sẽ chúc anh chị Kỷ Dậu có một đời an yên. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh để tiếp sức cho đội phụng sự mệnh phát tài ngày đêm cố gắng giúp đời, giúp người nhé. Với Kỷ Dậu, ảnh hưởng của tương hại nên có một vài sự cố cản trở bước tiến của anh chị trong sự nghiệp, nhưng anh chị hãy tin rằng đó chỉ là thử thách và cũng là cơ hội để anh chị thể hiện năng lực của mình. Giai đoạn này đòi hỏi anh chị phải tập trung cao độ hơn thường lệ, đặc biệt là khi anh chị đang trong giai đoạn hoàn tất một dự án dài hơi nào đó và những cảm nhận của anh chị lúc này vô cùng tích cực. Thời điểm tới, anh chị thấy mình có một chút vội vã, hối hả, nhưng điều này không đến mức làm ảnh hưởng phong cách vốn thấy của anh chị. Có thể anh chị sẽ bị thôi thúc bước thật nhanh, nhưng không đến mức là phải vội vàng, đến hấp tấp và rồi vấp té đâu nhé. Thiên cẩu hung tinh cho thấy,
có người dồn ép anh chị, thực tế là anh chị sẽ dễ chịu hơn rất nhiều và anh chị tìm thấy rằng mình có thêm cơ hội phát huy tài năng của mình với tinh thần thoải mái. Hãy chọn những nhiệm vụ mà anh chị yêu thích, còn phần còn lại thì để sau. Tử vi tài lộc người tuổi Dậu kiên trì với kế hoạch của mình nên cũng có thể kiếm được chút tiền bạc trong tháng này. Nhưng để việc này không còn là ăn may thì anh chị nên rút kinh nghiệm từ thắng lợi nhỏ vừa qua để có kế hoạch thực hiện mọi thứ bài bản hơn. Thế nhưng ảnh hưởng của tiểu hao cũng cảnh báo là có khá nhiều khoản chi tiêu như sinh nhật, cưới xin, thăm hỏi người bệnh là những khoản khó tránh nên chúng cũng khiến anh chị tốn một khoản kha khá. Không những thế, có đôi khi chỉ do buồn mà tuổi Dậu lang thang mua sắm và tiêu tốn nhiều tiền chỉ để bản thân cảm thấy vui và bớt căng thẳng. Xem ra cách này chỉ có tác dụng tạm thời nhưng lại tốn tiền. Nếu đang có ý định muốn khởi sự làm ăn thì lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp. Anh chị nên dành thêm thời gian để nghiên cứu đối thủ, tìm ra điểm nổi trội về sản phẩm của mình để có thể tập trung vào đó nhằm chiếm thị trường ngách. Nhìn chung chưa vội chi quá nhiều tiền ngay lúc này nhé. Về chuyện tình cảm, người tuổi Dậu có nhiều điểm khởi sắc, gia đình thuận hòa, có nhiều tiếng nói cười của người thân lẫn con trẻ. Sự tình yêu đang ngày càng gia tăng trong gia đình của người tuổi Dậu. Chúng mang lại cho anh chị cảm giác an yên mà trước đây anh chị chưa có được. Phụ nữ tuổi Dậu thời gian này có xu hướng chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Nhờ thế mà hạnh phúc đong đầy, những căng thẳng trước đây cũng lần lượt được hóa giải khi mỗi người biết đặt vào vị trí của nhau. Ngũ hành tương sinh còn dự báo về đạo hoa vượng đối với những ai đang độc thân. Những duyên lành xuất hiện trong thời gian này rất đáng trân trọng. Có những người có thể ban đầu anh chị chưa ưng ý, nhưng sự chân thành, tốt bụng, tình cảm của họ đã khiến anh chị sẵn sàng mở lòng. Tử vi tuổi Dậu âm lịch, trong khi các khía cạnh khác có vẻ tốt đẹp, thì sức khỏe của con giáp tuổi Dậu trong tháng cô hồn lại là một trong những vấn đề khiến bản mệnh phải bận lòng khá nhiều. Thời gian này, bản mệnh nên ưu tiên các món ăn có tác dụng dưỡng phổi, bộ phận mà tuổi Dậu dễ bị ảnh hưởng nhất trong tháng này. Những ai mới tham gia các bài tập luyện để cải thiện sức khỏe thì nên thực hiện nhẹ nhàng, không nên vì thích thể hiện mà tập sai gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác trong cơ thể của mình. Ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe. Có thể hiện tại anh chị không làm việc quá sức, nhưng cơ thể của anh chị cũng bị tác động do thói quen xấu trước đây. Do đó, nếu có bệnh thì nên tập trung chữa trị, không được chủ quan nhé. Anh chị Kỷ Dậu còn đang lắng nghe không ạ? Sau khi tháng 4 này kết thúc, sẽ có một số anh chị lao đao và hối tiếc khi chưa thể nắm bắt được đại vận. Tuy nhiên, anh chị cũng đừng quá lo lắng, vì riêng Kỷ Dậu sẽ có cả một năm 2025 thuận lợi và hanh thông. Sau đây, có một số điều Kỷ Dậu bắt buộc phải nhớ. Anh chị hãy dành một giây đăng ký kênh và bắt đầu tìm hiểu đại vận của riêng mình nhé. Theo chuyên gia luận tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025, năm nay là một năm có tính chất quan trọng đối với 1969. Với những ảnh hưởng của ngũ hành và sao với tuổi này, cuộc sống trong năm nay sẽ mang đến cho họ những trải nghiệm đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, đôi khi cũng có thể gặp phải những khó khăn và trở ngại. Hãy cùng tìm hiểu vận số của người tuổi Kỷ Dậu trong năm 2025 để chuẩn bị cho một năm mới đầy năng lượng và may mắn. Đầu tiên, chúng ta ưu tiên phái nữ để đi tìm hiểu vận mệnh của họ trước nhé. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2025, ngũ hành. Đây là năm người tuổi này cần cẩn thận các vấn đề liên quan tới sức khỏe, có thể dễ ốm đau hoặc bị bệnh tật trong năm. Kinh doanh làm ăn, chú ý về việc mở mang, khó thuận lợi như ý muốn. Bên cạnh đó, tình cảm của anh em trong nhà không thuận hòa, nhiều mâu thuẫn và lục đục, nhất là vào thời điểm tháng 8 âm lịch, bất lợi đưa tới cho phương diện tiền bạc và tình cảm. Thiên can, tử vi 2025, tuổi Kỷ Dậu, nữ, dự đoán công việc làm ăn của chủ mệnh có liên kết nhưng lại gặp phải trở ngại và không thuận lợi như mong muốn.
mọi sự đầu tư kinh doanh năm 2025 Kỷ Dậu có thể không có lợi cho chủ mệnh, cho nên cần tính toán cẩn trọng. Sức khỏe chủ mệnh bất lợi, tình cảm của anh em cũng không được thuận hòa. Địa chi: tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 nữ mạng năm 2025, thấy trong năm công việc ít có sự thay đổi cũng như không đưa tới những điều may mắn. Bên cạnh đó, với việc xung khắc về ngũ hành địa chi giữa tuổi và năm, cho nên trong năm Kỷ Dậu, người tuổi Dậu khó có những thay đổi trong công việc. Đối với những thay đổi điều chủ về đưa tới bất lợi và kỳ vọng thường khó đạt được. Cung phi, ý nghĩa của năm Kỷ Dậu đối với người này, chủ về thuận lợi sự nghiệp, củng cố gia đạo. Nếu thực sự thay đổi công việc trong năm 2025, người cung phi tốn được người thân cũng như bạn bè giúp đỡ, cho nên làm ăn chủ về hanh thông. Ngoài ra, ngũ hành cung phi của năm và tuổi này là tương trợ, vì thế nếu chủ mệnh xuất hành đi xa, có thể đón được lợi lộc cùng niềm vui. Kết luận, luận tử vi tuổi Dậu 1969, nữ mạng năm 2025 cho thấy mọi việc không được như ý muốn. Về công việc làm ăn của gia đình nữ 1969, gặp bất lợi cũng như mưu cầu về công việc không được tốt. Ngoài ra, về phương diện tài chính của nữ Kỷ Dậu năm 2025 gặp khó khăn. Đối với gia đình trong năm nay, chú ý có chuyện phiền muộn đưa tới. Sức khỏe của nữ tuổi Kỷ Dậu năm 2025 có bệnh liên quan tới tuổi già và huyết áp không được tốt. Mục tiếp theo, anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tuổi Kỷ Dậu năm 2025, nữ mạng. Sao chiếu mệnh tử vi nữ Kỷ Dậu năm 2025, sao Thủy Diệu, Thủy Tinh. Thủy Diệu rầy rứt muộn phiền, gia đình tan tác rối ren không ngừng. Tháng 4, tháng 8 coi chừng, họ hàng nội ngoại lệ rưng chia lìa. Giải nghĩa sao? Tử vi năm 2025, tuổi Kỷ Dậu nữ mạng, có sao Thủy Diệu, trong năm chủ về có tin vui đưa tới cho gia đạo của người tuổi này. Đây cũng là sao chủ về tài lộc, nhất là đối với người có ngũ hành nạp âm kim hoặc ngũ hành mộc. Trong năm chú ý sau này, kỵ nhất vào tháng 4, tháng 8 âm lịch, cẩn thận về việc dễ bị người khác đàm tiếu, mất mát của cải hoặc bị nói xấu sau lưng. Sao hạn tử vi 1969, nữ mạng năm 2025, hạn toán tận đại hạn, toán tận họa gửi tay bay. Văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Giải nghĩa hạn, gặp hạn toán tần, người nữ mạng tuổi này chú ý về sức khỏe, trong năm 2025 không được tốt, dễ bị bệnh tật hay đau ốm, có sự chi tiêu nhiều về tiền bạc, nên cần lưu ý trong những dự định chi tiêu của năm, đi lại xe cộ trong năm cũng không được tốt và chớ nên khai thác liên quan tới lâm sản. Hạn tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2025, nữ mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2025 phạm phải hoan ốc. Tứ trụ tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, nữ năm 2025, thiên hòa địa hòa. Mọi việc tiến hành trong năm không được thuận như ý muốn và cũng khó có điều kiện phát huy sức mạnh trong cuộc sống của bản thân. Ngoài ra, việc mưu cầu về công việc cũng không được tốt. Có thể thấy, tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng năm 2025 phải chịu nhiều hao tổn về sức khỏe, phải lưu ý bệnh liên quan tới tuổi già và huyết áp không được tốt. Hơn nữa, nữ tuổi 1969 nên cẩn thận trong việc đi lại, sẽ không được thuận lợi, dễ va vấp. Ngoài ra, công việc làm ăn của gia đình nữ Kỷ Dậu năm 2025 gặp bất lợi và có sự hao tán nhiều về tiền bạc. Bây giờ, anh chị hãy cùng Mệnh Phát Tài tìm hiểu vận mệnh nam giới nhé. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025, nam mạng, xét về ngũ hành, đây là năm người mệnh kim sức khỏe không tốt, chủ về bệnh tật hoặc đau ốm. Đồng thời công việc trong năm có những khó khăn và đưa tới nhiều trở ngại. Đầu tư kinh doanh cũng không được lợi, tiền bạc bỏ ra không thu về được như kỳ vọng. Tình cảm gia đạo và tiền bạc của nam tuổi Kỷ Dậu năm 2025 gặp nhiều bất lợi, đặc biệt là vào tháng 8 âm lịch. Xét về thiên can, trong năm Kỷ Dậu,
công việc làm ăn có sự liên kết với người khác, nhưng chủ mệnh cẩn trọng có thể gặp chuyện không thuận lợi như ý muốn. Xét tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025, nam mạng, thấy mọi sự đầu tư làm ăn cần có sự suy tính kỹ lưỡng. Ngoài ra, lưu tâm tới tình cảm của anh em trong nhà cũng như sức khỏe của bản thân trong năm Quý Mão có nhiều chuyển biến không tốt. Xét về cung phi, chủ mệnh cung khôn có năm Kỷ Dậu 2025, khó tránh đối mặt chuyện thị phi, cuộc sống không đưa tới vận may. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969, nam mạng, năm 2025, thấy ngũ hành của cung phi của năm với tuổi này là xung khắc. Người tuổi này theo đó chú ý công việc trong năm 2025 không được quý nhân hỗ trợ, bản thân luôn cần chủ động cố gắng và tự thân làm chủ, thay đổi không tốt. Kết luận, chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Kỷ Dậu đối với tuổi Kỷ Dậu khá tốt, mưu cầu về công việc làm ăn cũng như về tài chính thì hanh thông. Ngoài ra, xét tử vi tuổi 1969 nam mạng năm 2025 về gia đình có tin vui đưa tới như thêm người trong năm nay. Ngoài ra, trong năm nay xuất hành đi xa thì chủ về gặp quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên về sức khỏe phải chú ý cẩn thận hay bị đau ốm sức khỏe không được tốt. Một tiếp theo anh chị sẽ khá quan tâm đó là vận hạn tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025 nam mạng. Sao chiếu mệnh tử vi nam Kỷ Dậu 2025, sao một đức một tinh, một đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Giải nghĩa sao, sao chiếu mạng năm Kỷ Dậu của người nam mạng là sao một đức. Đây là sao chiếu chủ về những vận may cũng như đưa tới sự cát lành, nhất là về hôn sự. Tháng tốt trong năm là tháng 10, tháng 12 âm lịch. Nam mạng tuổi này cần chú ý bệnh liên quan mắt. Sao hạn tử vi nam mạng 1969 năm 2025, hạn huỳnh tuyền, đại hạn. Huỳnh tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến rầy ốm đau. Khuyên ai khấn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn, thoát vòng tai ương. Giải nghĩa hạn, hạn huỳnh tuyền chủ về năm Kỷ Dậu, người nam mạng chú ý nhiều về tình trạng sức khỏe. Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025, nam mạng thấy sức khỏe không những có những chuyển biến bất lợi mà còn lâu ngày mới có thể qua khỏi. Không nên mưu cầu liên quan tới tài lộc trong năm này vì khả năng cao thất bại. Đây cũng là năm không tốt cho thay đổi công việc. Hạn tuổi Kỷ Dậu nam mạng 2025, nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2025, phạm hoàng ốc. Tứ trụ tử vi tuổi Kỷ Dậu nam 2025, thiên hòa, địa hòa. Mọi việc trong năm, chủ về tiến triển không thuận lợi như mong muốn, cũng như khó có thể phát huy được sức mạnh của chính bản thân. Mưu cầu các công việc trong năm này cũng không được thuận lợi. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu 2025, nam mạng, về mặt gia đạo thì khá tốt, mọi việc gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, trong nhà có tin vui về thêm người, công việc làm ăn cũng như về tài chính thì hanh thông. Ngoài ra trong năm nay, xuất hành đi xa thì gặp quý nhân. Đối với sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu nam mạng năm 2025, phải chú ý cẩn thận hay bị đau ốm, sức khỏe không được tốt. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được cảnh báo Kỷ Dậu 1969 làm gì để được Phật độ, biết được thiên cơ, đổi đời nhanh chóng mặt. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về. Khi về già, anh chị nên dựa vào ai? Ngoài việc được sống lâu dài với con trai hoặc con gái, người già còn có thể luân phiên đến ở với con trai hoặc con gái. Điều này có lợi cho hai con có thể chia sẻ trách nhiệm và áp lực phụng dưỡng, chăm sóc người già. Thứ hai là tạo cơ hội cho đôi bên được nghỉ ngơi, tránh mâu thuẫn, căng thẳng giữa mẹ chồng, nàng dâu ở rể do người già ở lâu ngày. Nhưng cũng có nhược điểm,
đối với hai người già, đi lại sẽ mệt mỏi hơn, thậm chí đi ô tô cũng không tốt cho sức khỏe của người già. Đặc biệt là khi khoảng thời gian tương đối ngắn và hai gia đình ở cách xa nhau sẽ tiêu hao rất nhiều thể chất và sức lực của người già. Hơn nữa, người già cũng cần thời gian để thích nghi, vừa thích nghi ở nhà gái đã muốn về ở nhà trai. Người già lại phải thích nghi lại sẽ tốn rất nhiều sức lực của người già. Qua ba ý kiến được nói ở trên, chắc rằng anh chị cũng có thể hiểu nên ở với con trai, con gái hay luân phiên đến ở với các con. Ngoài nguyện vọng của bản thân, còn phải xem xét đầy đủ khả năng tài chính và hoàn cảnh gia đình của con cái mình. Sức khỏe của người già thường được ví như ngọn nến trước gió. Chính vì vậy, họ rất cần sự quan tâm, chăm sóc từ con cái và người thân trong gia đình. Cuộc sống của cha mẹ già sẽ phụ thuộc rất nhiều vào con cái. Về già được dựa dẫm, được con cái phụng dưỡng là điều hạnh phúc nhất của tuổi già. Lúc nào làm việc không nổi nữa thì về với các con, già yếu là về với các con, nương tựa vào con. Thường có câu, trẻ cậy cha, già cậy con. Từ nhiều đời nay trong quan niệm Á Đông nói chung và văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói riêng, bố mẹ khi về già thường sống chung với con cháu. Mô hình này được gọi là tam, tứ đại đồng đường. Thế nhưng những năm gần đây, xã hội ghi nhận sự dịch chuyển xu hướng sống mới của người già. Tuổi xế chiều, khi đã lo lắng xong xuôi việc học hành, dựng vợ gả chồng cho con cái, thì họ đã chọn cách sống cho riêng mình. Khoảng cách thế hệ, suy nghĩ và lối sống dẫn đến những xung đột trong gia đình vì sống riêng được hóa giải một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, để có được niềm vui như vậy, cả cha mẹ và con cái đều phải có sự chuẩn bị về kinh tế, tâm thế trước khi đưa ra quyết định ở riêng. Thế nhưng không phải gia đình nào cũng phát sinh những mâu thuẫn như vậy khi sống chung. Trên thực tế thì cha mẹ già ở cùng con cái có thể đỡ đần chúng việc nhà hay chăm sóc cháu, và con cái cũng tiện chăm sóc cha mẹ những lúc ốm đau, trái gió trở trời. Những câu chuyện mà Mệnh Phát Tài sắp nói ở đây, vợ chồng anh Quang ở Lạng Sơn, ông bà và 18 con cháu chắt khác đang sống quây quần quanh một khu nhà chật chội chia làm hai bếp. Nhưng chiều nào, nhà ông bà cũng tất bật nổi lửa, cùng quây quần ăn uống sinh hoạt, dành phần nhau từng bát cơm, chia nhau từ quả trứng. Sau những ngày làm việc vất vả mệt mỏi, tuần nào ông bà cũng tổ chức họp mặt con cháu để thắt chặt thêm tình gia đình. Ông Quanh cho rằng, sống chung với con cháu, cái lãi lớn nhất mà vợ chồng ông gặt hái được chính là sự thanh thản trong tâm hồn. Khi nhìn con cái vui vầy, cũng có thể bảo ban các con các cháu hàng ngày. Bởi khi già đi, cùng với sự suy giảm về sức khỏe, các mối quan hệ cũng thu hẹp lại. Cảm giác cô đơn của tuổi già là không thể tránh khỏi. Mỗi gia đình có cách sắp xếp riêng. Nếu con cái đã không quan tâm đến bố mẹ, thì ở gần hay ở xa cũng vẫn vậy. Con cái có hiếu thì dù không ở chung mà ở gần chạy qua chạy lại, chăm nom cha mẹ cũng vẫn ổn lại, đỡ được những phức tạp giữa các thế hệ. Tuy nhiên ngày nay, trong một xã hội hội nhập sâu rộng, con cái không phải lúc nào cũng có điều kiện ở gần cha mẹ. Nhưng dù ở xa hay ở gần, chung hay riêng, chỉ cần quan tâm, chăm sóc, hiếu kính với cha mẹ, thì các con vẫn mang lại niềm tự hào, niềm vui cho cha mẹ ở tuổi xế chiều. Có thể thấy, tính đa dạng về mô hình gia đình của người cao tuổi không làm thay đổi giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, mà vẫn giữ được truyền thống yêu thương giữa cha mẹ và con cháu, lòng hiếu thảo của con cháu đối với bậc sinh thành, như câu chuyện của bà Lê Thị Mận mà Mệnh Phát Tài sắp kể sau đây. Sau khi chồng mất, bà đã bán nhà và mang lương hưu vào một trung tâm dưỡng lão tư nhân để sống. Quyết định này của bà khiến con cháu bị sốc, bởi họ cho rằng việc bà vào trung tâm dưỡng lão sống trong khi con cháu vẫn đầy đủ là điều bất thường. Đó đồng nghĩa với việc con bà bất hiếu, không phụng dưỡng cha mẹ khi về già. Nhưng bà phân tích cho con cháu rằng đây là quyết định hợp lý cho cả bà lẫn con cháu. Bởi bà già rồi, nếp sống không còn phù hợp với đứa trẻ sống chung sẽ gây bất tiện cho cả hai. Nếu sống với con cháu, bà cũng sẽ cô đơn từ sáng đến tối, trong nhà một mình, không được giao lưu với bạn bè cùng lứa tuổi,
vì các con đều sống ở chung cư toàn người trẻ, không có người già. Vào trung tâm dưỡng lão, bà có bầu anh chị tâm sự. Việc ăn uống đã có gửi lo, con cháu rảnh thì vào thanh bà thường xuyên. Như vậy cả bà và con cháu đều yên tâm về nhau và sống vui vẻ. Ban đầu bà vào đó, con cháu cũng thấy áy náy, nhưng sau thấy bà sống vui khỏe, con cháu cũng yên tâm. Ngày Tết lễ, bà rời trung tâm về sống với con cháu 12 tuần rồi lại quay vào. Mỗi lần đến thăm anh chị già nào mà đang sống cùng con cháu, bà cũng kể về cuộc sống của mình ở trung tâm dưỡng lão thoải mái, còn khuyên họ nên vào đó là sống cho vui. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm, hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta lại có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì Mệnh Phát Tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có Mệnh Phát Tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé!